Linh xin kính chào quý thính giả. Một số tin chính trong bản tin nhanh hôm nay gồm. Các hãng viễn thông Optus và Telstra bắt đầu tắt mạng 3G. ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Kamala Harris vận động cử tri trong những ngày còn lại của chiến dịch tranh cử. Và bão Trami đổ bộ vào Việt Nam gây ra nguy cơ lũ lụt trong khi số người chết tăng ở Philippines. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị. Hàng chục ngàn điện thoại di động và thiết bị hoạt động trên mạng 3G sẽ ngừng hoạt động khi các công ty viễn thông lớn còn lại bắt đầu tắt mạng 3G. Telstra và Optus cho biết động thái này được thực hiện để tăng tốc độ, khả năng và độ tin cậy của hệ thống 4G và 5G. Một loạt các thiết bị công nghệ sẽ bị ảnh hưởng bởi việc tắt 3G, bao gồm điện thoại di động cũ không còn kết nối với các dịch vụ khẩn cấp và thiết bị theo dõi y tế. Các thiết bị khác có thể bị ảnh hưởng bao gồm máy tính bảng, đồng hồ thông minh, máy Airpods, báo cháy, thiết bị y tế, camera an ninh, máy quét và máy móc nông nghiệp. Lãnh đạo Đảng Tự do Quốc gia Queensland David Crisafulli tuyên thệ nhậm chức thủ hiến thứ 41 của tiểu bang này vào hôm nay 28 tháng 10. Crisafulli là thủ hiến đầu tiên của LNP tại Queensland kể từ nhiệm kỳ 2012-2015 của Campbell Newman chấm dứt thời gian Queensland dưới quyền của Đảng Lao động trong 30 trong số 35 năm qua. Với gần 70% số phiếu đã kiểm, LNP của Queensland đang trên đà giành được 48 ghế so với 28 ghế của Đảng Lao động, trong khi 12 ghế vẫn chưa chắc chắn. Số ghế này nhiều hơn một ghế so với số ghế cần thiết để thành lập chính phủ đa số. Chính quyền New South Wales đã công bố khoản tiền thưởng 1 triệu đô la cho thông tin về vụ giết hại nhân viên công nghệ thông tin Prabha Kumar tại Paramatha Park. Praha Karun Kumar, 41 tuổi, đã bị đâm chết khi cô đang đi bộ qua công viên Paramatha ở phía tây thành phố. Cô đã đi tàu về nhà từ nơi làm việc ở Rhodes đến ga xe lửa Paramatha và đang nói chuyện điện thoại với chồng khi vụ việc xảy ra. Một cựu phi công của Qantas đã được nêu tên là một trong ba người thiệt mạng khi hai máy bay va chạm giữa không trung ở phía tây nam Sydney hồi cuối tuần, thứ Bảy, ngày 26 tháng 10. Gary Criddle đang lái một chiếc máy bay Cessna 182 từ Cessnock ở vùng Hunter của New South Wales đến Wollongong, phía nam Sydney. Trong một tuyên bố, gia đình của ông Criddle cho biết họ hoàn toàn suy sụp không thể diễn tả thành lời. Trong khi đó, Kadivali Gargurutu, 60 tuổi, đã thiệt mạng trên chiếc máy bay kia. Một cuộc điều tra đang tập trung vào việc liệu cả hai máy bay có tuân theo các giao thức liên lạc hay không. Ủy viên trưởng của Cục An toàn Giao thông Úc Angus Mitchell cho biết nhóm của ông sẽ mất một số ngày để hoàn tất toàn bộ cuộc điều tra. Tây Úc đã được vinh danh là tiểu bang có hiệu suất kinh tế tốt nhất lần đầu tiên trong vòng một thập niên. Tiểu bang này đứng đầu báo cáo State of the States của Comsec, báo cáo đánh giá hiệu suất kinh tế và động lực phát triển của các tiểu bang dựa trên 8 chỉ số. Báo cáo quý tháng 10 cho thấy, tiểu bang giàu tài nguyên này đã đứng đầu về chi tiêu bán lẻ, tỷ lệ thất nghiệp tương đối và tăng trưởng dân số. Nhà kinh tế trưởng của Comsec, Ryan Fessman, cho biết lãi suất cao hơn thực sự đang ảnh hưởng đến các tiểu bang vùng lãnh thổ phía Đông Nam. Mặc dù là tiểu bang lớn nhất, New South Wales vẫn tiếp tục trì trệ ở vị trí thứ bảy. Tiểu bang Victoria tụt một bậc xuống vị trí thứ tư, mặc dù dẫn đầu về công trình xây dựng được thực hiện trong các dự án Big Build, trong khi Tasmania vươn lên vị trí thứ năm và lãnh thổ thủ đô tụt xuống vị trí thứ sáu. Tại Hoa Kỳ, ứng cử viên Tổng thống Donald Trump nói rằng ông muốn khép lại chiến dịch tranh cử của mình bằng một tiếng nổ lớn. Hơn 38 triệu phiếu bầu đã được bỏ trong thời gian bỏ phiếu sớm và chỉ còn hơn một tuần lễ nữa là đến ngày bầu cử chính thức mùng 5 tháng 11. Cựu Tổng thống Donald Trump đã trở về quê nhà New York City để tham gia một cuộc vận động tại Madison Square Garden. Chiến dịch tranh cử của Trump cho biết, địa điểm có gần 20.000 chỗ ngồi đã kín chỗ. Trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris nhấn mạnh những hệ quả lớn của cuộc bầu cử trong một sự kiện vận động tranh cử tại Philadelphia, mô tả đây là một trong những cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng nhất trong đời người. Liên quan đến Việt Nam Bão Trami đổ bộ vào miền trung Việt Nam hôm Chủ nhật 27 tháng 10, đe dọa gây ra mưa lớn và lũ lụt nguy hiểm sau khi tàn phá trên đường đi của bão ở Philippines. Theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia, lượng mưa ở một số khu vực của các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có thể lên đến 60cm trong ngày 27 và 28 tháng 10. Theo cơ quan này, dự báo mưa bão cũng sẽ xảy ra ở Tây Nguyên, vùng trong cà phê chính của đất nước. Theo Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam, cơn bão đã làm cho bốn sân bay ở miền trung Việt Nam phải tạm thời đóng cửa. Trước khi tới Việt Nam, bão Trami đã can quét qua Luzon, hòn đảo chính của Philippines, khiến nhiều khu vực rộng lớn bị ngập trong nước lũ. Cơn bão đã khiến 90 người thiệt mạng tính đến ngày 27 tháng 10.